Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ đem tới một bộ phim hành động mang tên Quyết Đấu 2. Câu chuyện diễn ra ở Nga, các trại giam kết hợp tổ chức trận đấu giao lưu quyền Anh. Khác với trận đấu bình thường, kiểu thi đấu này giống với giải vô địch đối kháng đỉnh cao hơn, được sử dụng cả tay lẫn chân. Một trận đấu sắp bắt đầu, hai bên giao chiến lần lượt là David với 14 trận toàn thắng, bị buộc tội giết người cấp độ 2, và Yuri Boyka với 34 lần thắng áp đảo, chưa từng thất bại, bị buộc tội mưu sát cấp độ 1 ở nhiều khoản. Trận đấu bắt đầu, trọng tài nói qua về quy tắc: không cắn, không móc mắt, không giật tóc, còn lại các anh đánh sao cũng được. Nói xong thì hai người bắt đầu tấn công. Boyka có ưu thế áp đảo, đòn chân của anh ta rất lợi hại, David nhanh chóng bị hạ đo ván. Boyka mặt té máu, phấn khích vung tay hô lớn. Những người đặt cược vào Boyka càng mừng hơn vì họ đã kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ có ông trùm Gaga của công ty cờ bạc là không vui, vì ngay cả kẻ ngốc cũng biết là phải cược cho Boyka, chỉ có Gaga bị lỗ tiền. Để thay đổi tình hình, Gaga nhất định phải tìm được một người có thể đánh bại Boyka. Hắn đã để mắt đến nam chính Chamber, nhà vô địch quyền Anh Mỹ đến Nga quay quảng cáo. Để hại Chamber vào trại giam, Gaga đã cho ba tên đàn em đến, đặt hai gói hàng trắng vào căn hộ của anh. Nhưng ba tên đàn em chưa rời khỏi thì Chamber đã về tới. Anh dễ dàng giải quyết hai người trước mặt nhưng lại bị người phía sau đánh gục. Lúc tỉnh dậy, cảnh sát đã đến nơi và tìm được hai gói hàng trắng. Do không có ai tận mắt thấy ba người kia đột nhập, nên cảnh sát đã loại trừ khả năng Chamber bị vu oan, đồng thời bắt anh vào trại giam mà Boyka đang ở, với tội danh tàng trữ ma túy trái phép. Vừa vào đó, giám thị trại giam Markov đã bày tỏ nguyện vọng muốn Chamber tham gia trận đấu quyền Anh. Nhưng Chamber khinh thường nói: tôi sẽ không ở trong này lâu đâu. Ngay sau đó, cảnh sát trại giam lại thăm hỏi anh lần nữa, bắt anh tắm nước lạnh. Chamber không những không đồng ý mà còn đánh gục ba viên cảnh sát. Nhưng sau đó, có nhiều cảnh sát đến hơn, anh đành phải ngoan ngoãn đi tắm nước lạnh. Trên đường đến buồng giam, một tên tù nhân đã hất nước tiểu còn ấm vào người Chamber. Chamber phẫn nộ túm lấy tên đó, cảnh sát trại giam phải nhanh chóng kéo anh ra. Trải qua một ngày xui xẻo, cuối cùng anh cũng đến được buồng giam. Bạn tù của anh là một con nghiện tên Stevie. Bữa sáng hôm sau, Boyka dẫn đàn em đến gây sự. Vừa bước vào cửa, các tù nhân khác đều ngoan ngoãn đứng lên như một người lính. Chỉ có Chamber vẫn mải lo ăn cơm, một tên tù nhân muốn bảo Chamber đứng dậy. Kết quả anh không những không chịu mà còn đánh người này ngã ra sàn. Xong xuôi rồi lại cầm ly nước lên, đi đến trước mặt Boyka. Vừa nói chuyện vừa nhổ đờm vào ly, chờ lúc Boyka mở miệng gây hấn, Chamber đã hất nước trong ly vào mặt anh ta cực kỳ ngang ngược. Boyka giận dữ đá vào băng ghế, hai người vật nhau ngã xuống đất, cảnh sát trại giam phải nhanh chóng kéo họ ra. Ngay sau đó, Boyka còn chửi rủa cả ngục trưởng và quản ngục, bảo họ đừng có lo chuyện bao đồng. Dễ thấy được Boyka có địa vị thế nào ở trại giam. Cùng lúc đó, Chamber đã gặp người quản lý của anh Phil, bảo ông bảo lãnh mình ra. Nhưng Phil lại lấy cớ không tìm được luật sư để thoái thác cho bằng được, Chamber rất tức giận. Mặt khác, Gaga đã đút cho Markov một khoản tiền lớn, bảo ông ấy đẩy nhanh trận đấu của Chamber và Boyka. Trong trại giam, mâu thuẫn giữa Chamber và Boyka ngày càng tăng cao. Đàn em của Boyka kéo đến đánh Stevie một trận. Chamber thấy ngứa mắt nên đã giúp Stevie đánh lại. Stevie cảnh báo với anh, thực ra trại giam này do Gaga kiểm soát, không nên đối chọi với hắn, nhưng Chamber không hề quan tâm. Boyka thấy đàn em của mình bị đánh thảm hại như vậy, lập tức hét vào mặt Chamber, nói rằng muốn gặp anh trên võ đài, nhưng Chamber lại nói mình không thích tham gia trận đấu vớ vẩn này. Hai người lại suýt đánh nhau, may mà cảnh sát đến ngăn lại kịp thời. Tối hôm đó, trại giam lần nữa tổ chức trận đấu quyền Anh. Hai bên giao chiến lần lượt là Boyka và một nhân vật phụ. Không ngoài dự đoán, Boyka hoàn toàn kiểm soát trận đấu, đánh đối thủ tơi tả. Trọng tài thấy đối thủ sắp bị đánh chết, muốn kéo họ ra, kết quả là Boyka đánh luôn cả trọng tài. Sau đó lại còn khiêu khích Chamber ở dưới võ đài, nhưng anh không thèm quan tâm. Markov khá sốt ruột, thế là cử cấp dưới đến đánh cho Chamber một trận, còn bắt anh đi dọn dẹp hệ thống thoát nước. Ở đây khắp nơi đều hôi mùi chất thải, Chamber từ chối không làm. Cảnh sát lập tức rút dao ra. Giây phút nguy hiểm, người đàn ông tóc bạc ngồi xe lăn tên Cross đã giải quyết vấn đề. Ông ấy nói với Chamber, đám cảnh sát này không đáng để anh ra tay đâu. Chamber bị thuyết phục ngoan ngoãn đi dọn dẹp hệ thống thoát nước. Mấy ngày sau, đám đàn em của Boyka lại đến gây sự. Chamber và Cross liên kết với nhau, dễ dàng hạ gục bọn chúng. Nhưng tiếp đó, cảnh sát đã xông đến bắt nhốt Chamber vào thủy lao. Ở đây vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, Chamber chẳng mấy chốc đã bị sốt cao. Lúc khẩn cấp vẫn là Cross mang súp nóng, thuốc hạ sốt và bánh mì đến đúng lúc. Do Markov dê già không có cách nào khiến Chamber tham gia trận đấu, nên Gaga đành phải ra mặt đe dọa Chamber, nếu anh không tham gia trận đấu thì anh sẽ mãi mãi ở trong trại giam này. Nhưng Chamber đáp lại, tôi đã cho quản lý của mình công khai chuyện này rồi. Nói xong, người quản lý thực sự xuất hiện, nhưng ông ta đã bị Gaga mua chuộc. Ông còn khuyên Chamber, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Chỉ cần anh tham gia trận đấu, Gaga sẽ thả anh ra, còn cho anh một đống tiền. Tuy Chamber rất tức giận nhưng cũng đành phải đồng ý. Stevie chủ động đề xuất muốn làm phụ tá cho Chamber. Sau đó, Chamber và Boyka đều luyện tập cho trận đấu. Hôm thi đấu, 80% người xem đều cho rằng Chamber sẽ thắng, nên tất cả đã đặt cược tiền vào anh.
chỉ có Gaga cược 500.000 đô la Mỹ cho Boyka. Trước khi trận đấu bắt đầu, Boyka kiêu ngạo nói: "Tao sẽ dùng cách thi đấu quen thuộc của mày để hạ gục mày." Ý là chỉ dùng tay không dùng chân. Nói xong thì hai người xông vào đánh. Cùng lúc đó, đàn em của Boyka ép Stevie đổi nước uống của Chamber thành chai nước đã bị bỏ thuốc. Hai người họ đánh đến mức không tách ra được. Đánh từ trên võ đài xuống dưới võ đài, nhưng sau khi Chamber uống chai nước đã bị bỏ thuốc thì cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Hiệp thứ 2 bắt đầu, Chamber bị đau đầu choáng váng, nhanh chóng bị hạ đo ván. Boyka dễ dàng giành được chiến thắng. Chamber tỉnh lại, biết chuyện mình bị bỏ thuốc thì đã nhanh chóng quay về buồng giam. Nhưng lại thấy Stevie đã treo cổ tự sát, trong nháy mắt cảm xúc của anh từ giận dữ biến thành đau thương. Nhanh chóng đặt Stevie xuống, Chamber đã đến tìm Boyka và chỉ trích anh ta bỏ thuốc người khác là hành vi của kẻ hèn nhát. Boyka đứng sững người, rõ ràng là anh ta không hề biết chuyện này. Lúc này, Markov cũng đến nơi Chamber nói, Gaga từng đồng ý chỉ cần tham gia trận đấu thì tao sẽ được thả ra ngoài. Nhưng Markov nham hiểm nói, tôi không biết chuyện này. Chamber tức giận đấm ông ta một cú. Cảnh sát trói Chamber vào cọc giữa trời đông tuyết phủ. Còn Boyka sau khi biết được chuyện đàn em lén mình bỏ thuốc Chamber, cũng cực kỳ giận dữ, lập tức giết chết hai tên đàn em. Ở ngoài trại giam, Gaga đã cho Phil một vali tiền. Nhưng tên Phil này quá tham lam, còn đòi thêm 250.000 đô la Mỹ. Kết quả là vừa lên xe ông đã bị nữ sát thủ của Gaga giết. Chamber run lẩy bẩy trải qua một đêm. Đến hôm sau, có ba tù nhân không nỡ để anh bị lại nên đã mang chăn len, rượu, nón, bánh mì đến. Chamber thấy rất cảm động, nhưng khi Markov biết, ông ta đã tập hợp toàn bộ tù nhân lại, yêu cầu người đã giúp đỡ Chamber bước lên. Cuối cùng tất cả tù nhân đều bước lên, Markov hết cách đành phải tha cho tất cả. Gaga lại đến tìm Chamber, đồng thời sửa lại cách diễn đạt lúc trước của mình. Không phải tham gia trận đấu thì được tự do, mà là phải thắng thì mới được đi. Gaga muốn Chamber và Boyka đánh thêm một trận nữa. Chamber đồng ý và đưa ra hai điều kiện. Thứ nhất, lần này không được bỏ thuốc, cả anh hay Boyka đều không được. Thứ hai, phát quần áo ấm cho các tù nhân vì ở đây quá lạnh. Bằng cách này, các tù nhân đều được khoác lên những chiếc áo ấm áp. Rút kinh nghiệm từ lần bị bỏ thuốc trước đó, anh có vẻ cẩn trọng hơn rất nhiều trong việc chọn phụ tá. Cuối cùng anh đã chọn Cross, ông từng là sĩ quan quân đội Liên Xô, hiểu về chiến đấu. Ông cho rằng tuy đòn chân của Boyka rất mạnh nhưng đây cũng là nhược điểm của anh ta. Chỉ cần đánh gãy chân thì có thể hoàn toàn đánh bại anh ta. Sau buổi huấn luyện, Cross còn kể về lai lịch của mình. Nhiều năm về trước, em trai Victor của ông phạm tội ăn cướp. Do Victor có người vợ đang mang thai nên Cross đã gánh tội thay Victor, bị kết án 4 năm. Cuối cùng sau khi vào đây thì phải chịu đủ mọi tra tấn. Ông từng thử đào thoát nhưng lại vô tình đánh chết một cảnh sát trại giam. Cuộc sống của ông cũng bị thương, thế là ông bị sửa thành tù chung thân, còn biến thành một người tàn tật. Nguyện vọng duy nhất bây giờ của ông là có thể gặp cháu gái mình một lần. Trước khi trận đấu bắt đầu, đa số mọi người đều cược tiền cho Boyka, vì lần trước Boyka đã chiến thắng rất triệt để. Chỉ có Gaga cược một khoản tiền lớn cho Chamber. Sau khi trận đấu bắt đầu, hai người vẫn đánh đến mức không tách ra được. Còn Cross thì uống thử một ngụm nước chuẩn bị cho Chamber, sợ bị bỏ thuốc lần nữa. Chamber và Boyka bám dính lấy nhau, cuối cùng hiệp 1 đã kết thúc. Hiệp thứ 2, Boyka chiếm được ưu thế, đòn chân đúng là rất lợi hại. Hiệp đấu kết thúc, trông Chamber có vẻ hơi yếu đi, nhưng Cross nói, nếu cậu muốn ra khỏi trại giam thì cần phải kết thúc hắn. Chamber vừa nghĩ đến cuộc sống bi thảm trong này thì lập tức tràn đầy sức mạnh. Hiệp thứ 3 vừa bắt đầu, Chamber đã biến thành siêu Saiyan, thô bạo đánh Boyka, đá bay cả miếng bảo hộ răng của anh ta. Cuối cùng hai người lại quấn vào nhau, ôm chân của nhau. Chamber nhớ đến lời Cross nói, dốc hết sức nhấn đầu gối của Boyka xuống. Boyka hét lên đau đớn, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu thua. Chamber giành được chiến thắng, Gaga kiếm được một đống tiền. Hắn cuối cùng cũng giữ lời hứa của mình, thả Chamber ra khỏi trại giam, còn cho anh một vali tiền. Nhưng Chamber đã đưa số tiền này cho Markov, bảo ông ta thả Cross ra, còn đích thân sắp xếp cho ông gặp cháu gái. Giây phút hai người ôm chầm lấy nhau, cuối cùng Chamber cũng yên tâm rời khỏi. Bộ phim này chiếu vào năm 2006, có nhân vật Boyka, các cảnh đánh đấm đặc sắc hơn phần 1 rất nhiều. Những bạn đã xem phần 3 chắc chắn đều biết, Boyka sẽ nhanh chóng khỏe mạnh quay lại còn trở thành vai chính. Hôm nay đến đây thôi, tạm biệt. Câu chuyện của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.